một chiếc hình xăm xinh hoặc là ngầu mà bạn có thể tự làm, chìm vào da y như thật luôn, cả tuần mới mất đi. Dùng nước trà cũng không hết mà chỉ nhạt đi xíu xíu thôi. Rất dễ dàng nếu bạn muốn tự làm tại nhà đơn giản, bay sẽ hướng dẫn cho bạn. Hello, xin chào các fly. Để xăm giả đẹp và dễ dàng, bạn cần một số công cụ dưới đây. Mua một lần giá siêu rẻ mà có khi xài được cả năm, được bán phổ biến tại Bike Store đấy. Bạn dùng để đi chơi bời trang trí cơ thể, chụp ảnh, đi đám cưới hoặc làm dịch vụ kiếm tiền cũng ok luôn. Có khá nhiều hình rồng hổ cá chép hoàn công rất là đẹp. Một, cốc pha mực. Cái này bạn dùng nắp chai cũng được. 2. Là mực. Đây là mực bay L2, pha chế từ thảo dược và bột bay. Có màu đen đặc trưng, bay sẽ bỏ bột mực vào. Chỉ cần một lượng bằng hạt đậu là hình xăm bự được rồi. Một lọ chỉ 70.000. Một lọ này nếu là dịch vụ xăm giả có thể làm ra lượng hình tương đương gần 2 triệu đồng đấy. 3. Oxy già. Bột thì làm sao ra hình được phải không nào? Cần dung môi, dung môi của bay là oxy già. 2.000 một chai, xài cả tháng trời. Khi đổ vô, bạn đổ tỷ lệ tầm 2 oxy già một bột hoặc 3 oxy già một bột là được. Bạn dùng một cái cọ ngang đánh cho đều lên, tốn của bạn tầm 3 phút thời gian đấy. Thấy nó sệt vừa đủ là được, không lỏng không đặc. Khi có kinh nghiệm rồi rất dễ nhận biết. Sau khi đánh xong, nó đẻ ra khá là nhiều mực, dù lượng bột ban đầu rất là ít, kỳ diệu chưa nào. Xong rồi, chúng ta đã có mực hoàn chỉnh. Giờ thì cần tay người mẫu để xăm thử hình đây. Bay đã mời được một người mẫu tới đây. Da khá đen, các bạn có đoán được người mẫu này là trai gái hay BD không nào? Ban đầu bay sẽ thử dùng khuôn giấy. Khuôn giấy đa phần chỉ dùng mực vô hình và mực siêu tốc của bay thôi, không hợp với mực bay L2 này mấy đâu, vì dễ lem. Bay test cho các bạn xem là dính. Đây, chúng ta lột tấm đề can ra khỏi tờ giấy, dán lên tay người mẫu. Sau khi dán, nó sẽ dính chặt lên da. Sau đó, chúng ta chỉ cần quét mực lên là được. Các bạn lưu ý, mẫu khuôn này dễ lem so với loại mực này, nên quét thiệt mỏng thôi. Điểm yếu của nó là không giữ được quá lâu, được 2-3 ngày là căng. Quét xong bạn lột luôn ra là ok, nhẹ nhẹ tay thôi. Chúng ta có một quả hình còn đang ướt, hãy đợi 5-10 phút không chạm vào cho nó khô là được. Cái khuôn bạn có thể rửa lại và xả lại nha. Trong thời gian chờ đợi, chúng ta sẽ dùng cách xăm giả chính thống của mực bay L2. Mực này phải dùng khuôn lưới mới đủ tiêu chuẩn. Ở đây bay sẽ dùng cái mỏ neo này. Cái khuôn này đã được bay nhúng nước lau khô cho nó mềm rồi các bạn nha. Rất dễ bóp chặt lại cho sát da. Sau đó bạn mạnh dạn chấm mực quét thẳng lên da. Nó có một lớp lưới nên có một độ dày mực vừa phải và đều mực luôn. Quét xong bạn mạnh dạn lột từ từ ra. Wow, một quả mỏ neo rất là đẹp, hiện tại có màu nâu. Loại này các bạn nên để tối thiểu 5 tiếng không được đụng nước nha. Dù là 10 phút sau nó khô rồi. Để thử độ bền, sau 10 phút nữa bay đụng nước luôn cho các bạn xem thử. Rồi, 10 phút trôi qua, bay sẽ đụng nước chà thiệt mạnh luôn các bạn nha. Đây, dù chưa đủ thời gian quy định, cộng với việc bay đã chà rất là mạnh mà nó không bị trôi mất, mà chỉ bị nhạt một ít thôi các bạn nhé. Sau đó bay sẽ thử chà cái hình đầu tiên, đó là cái hình nhịp tim các bạn nè. Nhúng nước vào, bỏ vô tay, chà, mặc dù chưa đến thời gian khô. Qua 5 tiếng sau các bạn có tắm thì không ảnh hưởng gì nhiều, chỉ bay nhẹ lớp oxy hóa phía trên, hình vẫn đen đều và đẹp các bạn nha. Và chương trình hướng dẫn xăm giả của bay sẽ kết thúc tại đây. Một số lưu ý, tùy loại da mà độ giữ hình có lâu hay là không, phổ biến từ 3-10 ngày. Các loại da dầu, da mồ hôi thì mau bay hơn. Các bạn có thể mua thêm bao tay y tế giá 1.000 đồng để tránh lem tay. Khuôn lưới các bạn nên ngâm nước trước để cho nó mềm, bám sát vào da. Nếu dùng một con rồng bự, chỉ tốn một lượng mực bằng một hạt đậu. Qua 10 phút khô, va chạm thoải mái. Qua tối thiểu 5 tiếng mới là đụng nước. Xà bông không xi nhê gì với hình xăm giả. Hình xăm giả có màu đen chìm vào da. Để mua hàng các bạn có thể tìm từ khóa Bike Store tại Lazada, Shopee, Sen Đỏ, Facebook, Google hoặc click trực tiếp vào các đường link dưới mô tả các bạn nha. Bike Store hân hạnh phục vụ các nhu cầu cho dù tầm tối nhất của các bạn. Bye bye.